Đời người có ba chiếc chìa khóa cần thiết: đón nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không thể đón nhận nên thay đổi, thay đổi không được thì rời xa vậy. Người lạc quan thường dùng nụ cười để khỏa lấp những điều bất như ý. Kẻ bi quan chỉ biết trách hờn mà quên mất niềm vui sự sống. Đừng cứ hỏi người khác tại sao, hãy tự vấn bản thân có tư cách gì. Mọi người tốt với mình là bởi mình cũng tốt với họ, hoặc là bạn có ý nghĩa nhất định nào đó. Đừng hy vọng tất cả đều hiểu mình, vì ai cũng có sở thích và mối bận tâm riêng. Chỉ cần bạn hiểu mình đang làm gì và hướng đến mục tiêu nào là được. Hãy hoàn thiện chính mình, tạo giá trị cho bản thân, thế giới sẽ tự nhiên trân quý bạn.